拜年初一忘记过去错失，年年有今日个孙仲，整多个失一到初二，祝你可以万事如意，日日如是，搵多啲搵多啲 ，say sorry， 赤口都唔使斗气，你就我就你又就嚟坐四，所有贵人 call 你冲六七，以后每一个节日祝你假期多六日。句句噱头又称心，提升你运气，福气就近。拍拍膊头就放心，平安会令你十倍精神。个个笑容又够真，纯真嘅面相一笑合衬。老友过年大变身，有我陪你发奋。恭祝你在这新春爱可相传，让世间充满无限。Kỳ hẹn cho các người nợ trong nửa tháng phải vào đi. Vĩnh Dương Thịnh mà ba con để lại cũng mất rồi. Đại tiểu thư, cậu Hòa rất thích xem phim điện ảnh. Tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ thích món quà này. Nếu như hôm đó mình chọc giận tên chuyên viên kia, không những là đắc tội với hắn mà còn đắc tội với thị trưởng nữa. Đích thân tôi sẽ đi gặp thị trưởng của Quảng Châu. Đại ca, Uông bộ trưởng phái người đến thông báo chuyên viên Âu Dương rất giận, đã dẫn thuộc hạ tới đây rồi. Anh Hoàng đừng có sợ, cứ từ từ làm. Dạ. Cạo râu cho tôi sạch sẽ là được. Dạ biết thị trưởng. Tiểu Hồng. Dạ. Trà nguội rồi, đổi ly trà khác cho chuyên viên đi. Dạ. Tôi đã đợi cả nửa tiếng rồi, ông có biết tôi tới đây không? Thị trưởng người rất thông minh, có chuyện gì mà không biết. Chuyên viên anh đợi chút đi, thị trưởng sắp ra rồi. Xin lỗi chuyên viên Âu Dương, đã để anh đợi lâu. Đại ca. Thị trưởng. Thị trưởng. Trên đường đi tôi nghe nói tất cả bao nhiêu tỉnh và quận, người có cá tính khác người ta chính là thị trưởng của Quảng Châu. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Chuyên viên anh đừng lấy lầm lạ. Ông Hoàng thợ cắt tóc cho tôi, ổng cắt tóc rất đẹp. Hôm nay tôi không bắt ổng cắt tóc cho tôi, có lẽ phải để mất 2 tháng ông mới có chút thời gian dành cho tôi. Tôi đừng đừng là phó bộ trưởng của Bộ Tài chính Trung Anh, không lẽ địa vị không bằng một tên cắt tóc nhỏ nhoi hay sao? Chuyên viên Âu Dương bất quá chỉ đợi tôi nửa giờ đồng hồ, so với chúng tôi phải đợi anh 5 ngày mới tới Quảng Châu đâu có xa gì. Tôi là chuyên viên Bộ Tài chính, ông đợi có mấy ngày thì có gì lớn lâu. Ê, anh nói sai rồi, để tôi dạy anh nói. Nên nói như vậy, chỉ là thằng chuyên viên trung gian thì có gì mà lớn. Dám nói với tôi như vậy, ông có biết tôi sẽ trị tội ông không? Anh tưởng anh lại thì là tức quá. Tôi là Âu Dương Duy Đức, phó bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Anh. Ba tôi là phó viện trưởng Viện Tài chính Trung Anh, Âu Dương Khôn. Âu Dương Khôn. Mỹ Linh. Dạ. Gọi điện cho anh Khôn giùm anh đi. Dạ, đại ca. Cái con người này lâu rồi không thèm hỏi thăm tôi. Thì ra Âu Dương Khôn là ba của anh. Lúc mà tôi quen ổng, anh vẫn chưa có đầu thai nữa. Đại ca, điện thoại kết nối được rồi. Alo Khôn hả? Tôi là Uông Kế Nghiêu. Anh làm ba kiểu gì mà không biết dạy con? Có biết con trai của anh ham chơi liêu lỏng, làm lỡ chánh sự hay không? Nếu không phải ngày trước lúc tôi và anh đi đánh trận, can đảm vì nước như vậy xả thân liều mình, một viên đạn mua 3 đồng đã giải quyết được anh rồi. Là anh nói đó nha, anh không biết dạy, để tôi dạy giùm anh. Vậy đi. Ông quen với ba tôi? Tôi không những là quen, mà cái mạng của nó là do tôi lụm về từ chiến trường. Ông nói chuyện ở trước mặt của tôi, lúc nào cũng khúm na khúm nước. Ông quen với ba tôi thì sao? Lần này tôi tới đây là để giao bản công văn cho ông. Bản công văn này là do chính phủ Trung Anh ban hành, các tỉnh các quận đều phải tôn trọng.
Cho dù ông quen biết hoàng đế cũng vô dụng. Đưa tôi. Nội dung của công văn là chính phủ Trung Anh yêu cầu tăng thuế thu lên 25% bắt đầu từ tháng giêng. Đưa đây. Lấy viết ra. Chú Duyên, mời coi lại. 5%. Ông có gì không vừa lòng? Đi nói với Lục Quân Dư Thượng Tướng, nói với Không Quân Quỳnh Tư Lệnh, nói với Hải Quân. Tóm lại cứ làm theo ý của tôi. Ai nói muốn tăng thêm thuế thì anh về nói với họ. Đồ ngu. Thị trưởng kêu mấy ông chủ chúng ta tới đây, không biết có chuyện gì quan trọng hay không nữa. Không biết có liên quan tới Âu Dương Chuyên Viên không? Thị trưởng tới. Thị trưởng à, ngồi. Mọi người không cần phải hành lễ. Chớp mắt một cái đã một năm. Tuy là hiện giờ bên ngoài vẫn còn đánh trận liên miên, nhưng mà tỉnh thành chúng ta vẫn buôn bán làm ăn phát đạt, đều nhờ công lao của mọi người. Điều này chính là nhờ sự lãnh đạo tài tình của thị trưởng đây. Đúng vậy, không có thị trưởng thì chúng ta làm sao có những ngày tháng bình an, phải không? Phải. Đúng rồi, rất cảm ơn thị trưởng. Để tôi đoán xem, năm nay ai là người kiếm tiền nhiều nhất? Ông chủ Chu nụ cười tươi tắn. Còn bụng của ông chủ Bành là lớn nhất. Đường đại tiểu thư rất có bản lãnh, càng không cần phải hỏi, chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền. Cũng nhờ sự lãnh đạo tài giỏi của ông nên ngày nào cũng làm ăn phát đạt. Nếu như mọi người ai cũng kiếm được nhiều tiền, vì vậy nên gánh vác phụ với người dân. Hiện giờ vật giá không ngừng leo thang, cuộc sống của người dân rất là vất vả. Ông chủ Sầm, ông nói chuyện với mấy người Tây coi thử tiền điện có thể giảm xuống một chút được không? Dạ được. Ông chủ Bành, giá gạo qua cũng nên hạ xuống chút đi. Dạ biết. Dạ. Còn nữa, bên Trung Anh vừa gửi công văn tới, nói phải tăng thuế, chỉ tăng thêm 1% mà thôi. Tôi mong rằng các ông chủ ở đây sẽ chia nhau gánh vác. Đường đại tiểu thư, ông chủ Chu, ông chủ Sầm, ông chủ Bành, 4 ông chủ các hãng lớn, mỗi người gánh trả một phần. Phần còn lại sẽ chia đều cho các thương gia khác. Tôi không muốn đóng tiền thuế là chuyển cho người dân phải trả. Nếu có vấn đề gì, các người cứ thương lượng với Bộ trưởng U. Tôi còn việc khác phải làm. Mọi người từ từ bàn đi. Dạ thị trưởng. Sao lại như vậy được? Bắt 4 hãng của chúng ta phải gánh vác, thiệt là không có hợp lý. Ông muốn tôi phản ánh câu này với thị trưởng có đúng không? Không có. Thực ra thị trưởng đã giảm bớt phần thuế cho các vị. Vốn là Trung Anh muốn tăng thuế 25%. Nếu không nhờ thị trưởng kiên quyết cự tuyệt, tôi nghĩ số tiền phải đóng của các vị còn lớn hơn. Nếu như tăng thuế đành phải tăng giá mướn nhà thôi. Không được, thị trưởng đã nói không đổ lên đầu của người dân. Cái này không được, cái kia không được, tính làm sao bây giờ? Hay là vậy đi, những kinh doanh ở bến tàu qua địa năm nào cũng bị thiếu hụt. Tôi đã gánh bao nhiêu năm rồi, năm nay phải đến lượt người khác. Trong 4 hãng của chúng ta, hãng Hồng Phát của chúng tôi là nhỏ nhất, tiền bạc là yếu nhất. Vì vậy tôi nên đóng ít mới phải. Thị trưởng vừa ra lệnh biểu giảm tiền điện, tôi và mấy người Tây phải chịu thiệt thôi. Tôi đang lo sợ năm sau sẽ bị lỗ rất là nhiều. Đường đại tiểu thư, nghe nói năm nay hãng Hòa Hiệp của cô làm ăn rất khá. Đường đại tiểu thư à, đường gia nhà cô tiền nhiều thế mạnh, cho dù có trả thêm một chút thì cũng nên mà. Lần lượt gánh giá thì cũng đúng. Bến tàu qua địa cứ để tôi tiếp quản.
ngồi nhìn trời xanh nước biếc, thấy lòng vui vui. Tất cả mọi người ở đây thật là hay. Được, được. Con vừa mới biết nguyên nhân mà chuyên viên Âu Dương tới đây. Thì ra hắn đến thông báo cho thị trưởng Quảng Châu là muốn tăng thuế. Thị trưởng đã chỉ định bốn hãng lớn chúng ta cùng nhau gánh vác. Chỉ sợ là tiền lời năm nay chắc chắn sẽ không được nhiều. Chuyện này con cứ yên tâm. Cô đã hỏi qua ông Hà rồi. Ông nói Nhã Viên đã chia đều tiền lời, hơn nữa còn ký tên. Coi bộ cổ lấy số tiền này đưa cho con trai nuôi sửa sang lại sân khấu. Ừ, được, được. Vậy thì tốt. Cảm ơn, cảm ơn. Thôi chào. Ê này nè, rắc rối lớn, rắc rối lớn. Tôi vừa bắt được tin ông chủ gọi, nói là không chịu quản bến tàu qua địa nữa. Kết quả Nhã Khanh lại nhận nó về kìa. Cái nơi nghèo nàn đó chị hai nhận vậy làm gì thì chứ đó. Nè, qua địa không phải có thể trồng dương đào sao? Thì ra nó là bến tàu, sao chị không biết gì hết? Chị ngày nào cũng chỉ biết ca hát thôi, làm sao mà biết được bến tàu qua địa, vừa xa vừa nghèo. Lần này tiêu rồi. Chuyện tiếp quản lần này nhất định chị hai sẽ kêu chúng ta làm. Không có nước sạch, không có người đẹp, lại phải phơi nắng dầm mưa, con không làm. Ba, ơi nè, ba nhận nè. Nó đi. Ba nhận đi, con không nhận ơi đâu. Này nào, bình thường ba phải coi tiệm thuốc, tiệm rượu, tiệm cơm 24 tiếng còn không đủ kìa. Cậu Hòa. Ừ. Lễ Hòa. Chú Kiều cháu. Phim này không hay hả? Hả? Không phải. Nữ vai chính cũng rất là đẹp. Nếu như hai người cảm thấy vô vị thì cứ đi trước, không cần coi gì cháu. Hơi không, không có. Buồn. Đâu có buồn. Không có đâu. Hơi loại phim không lời này coi cũng rất là đặc biệt ha, cũng rất hay. Bình thường chú ít coi cho nên thấy không có quen. Phải rồi. Là anh em tốt với nhau, từ trước tới giờ em chưa từng đi coi kịch câm này. Em đúng là có lỗi với anh. Anh em tốt. Hai anh em chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tới lớn mà. Tuy là không có thân thích nhưng cũng có thể coi như là hảo huynh đệ vậy mà. À nè Lễ Hòa, ngày nào cũng tới coi phim, coi xong thì về ngủ, thức dậy lại tới coi. Cháu không thấy buồn à? Con không có thấy buồn. Ê, phim có một chỗ thần kỳ chính là cùng một bộ phim. Ừ. Nhưng mà mỗi lần coi thì cảm giác lại khác nhau. Nhưng mà đời người như kịch, ngày nào của em cũng rảnh rỗi, em không cảm thấy cuộc đời của mình chẳng có ý nghĩa gì sao? Thật ra em cũng từng nghĩ sẽ đến tiệm phụ giúp. Chỉ có điều Chú biết là cháu nghĩ gì. Bên ngoài mọi người nói cháu là đầu óc đơn giản, không biết tùy cơ ứng biến. Thật ra đây chỉ là biểu hiện ở bên ngoài. Cháu cứ mặc kệ người ta. Chú thấy cháu có năng lực, chỉ là thiếu cơ hội. Cháu được sao? Đương nhiên là được. Đúng. Rồi. Đúng lúc cơ hội đang đến. Ừ. Anh biết chị hai anh khó khăn lắm mới giành được quyền quản lý bến tàu qua địa. Đúng. Từ tay của hãng Nam Long. Ở chỗ đó khách hàng tuy không nhiều nhưng địa điểm tốt, kho hàng rất lớn. Chỉ cần em cố gắng quản lý, nhất định sẽ phá tài. Em cũng muốn đời mình được giống như nam vai chính trên màn ảnh đó, đúng không? Wow. Hai người đối với cháu rất tốt. Nhưng mà cháu già nói trắng ra như vậy Lễ Hòa. Hai cha con chú ngày nào cũng coi việc buôn bán. Chú thì coi tiệm rượu, nó thì coi công ty bách quá. Quả thật rất cực khổ. Mệt lắm. Nếu có người thân chịu giúp đỡ chú, cháu nghĩ coi có phải tốt quá hay không. Hả? Nghe chú nói vậy cũng thấy đúng. Đó. Mỗi ngày hai người làm việc cũng rất là vất vả. Còn cháu ở trong nhà ăn không ở không. Thực ra cháu cũng nên ra ngoài làm chút chuyện. Nè. Sao vậy? Mày làm gì? Buồn ngủ rồi hả? Đại tiểu thư. Ấy. Đại tiểu thư, cô đã gì? Nhã Viên. Tìm chị có chuyện à? Chị Tường à, cầm cặp táo của tôi lên lầu đi.
luôn tiện làm cho tôi ly trà đậm. Tối nay tôi có việc phải làm. Dạ được. Tìm chị có việc gì? À, em nghe nói chị tiếp quản quyền kinh doanh ở bến tàu Hoa Địa. Em muốn giúp chị. Ồ, vậy ngày mai em nói với anh Tề một tiếng, kêu anh chỉ em cách làm. Chị để cho em làm việc đó thật sao? Chỉ là chuyện nhỏ thôi, em chịu làm việc cũng tốt. Nhưng đừng tạo áp lực cho mình, cứ làm việc cho thoải mái. Ờ, chắc chắn em sẽ cố gắng tạo ra thành tích cho chị thấy. Ừ. Nhã Duyên, chị nhìn rất mệt mỏi, tối nay còn phải thức đêm hả? Tối như vậy mà còn uống trà đậm là không tốt, hay là uống trà xăm tốt hơn? Thôi được rồi, chị cũng đã quen, em cũng ngủ sớm đi. Ờ. Chỗ này là cái chỗ quỷ gì đây? Một bóng người cũng không có, cả con cá cũng không có. Phí công rồi, lão đại. Thì cũng câu được mấy con cá nhỏ. À, cùng lắm chỉ được vài trăm cà ram thôi, nhưng mà mồi thì cả ký lô. Nghĩa là chúng ta lại lỗ vốn. Há mùi à, quả thật tôi chịu hết nổi rồi, phải về nhà ngủ thôi. Còn muốn chết? Nói xấu em gái của tàu. Dạ đâu phải anh hai, chúng ta mấy ngày hôm nay một ngày ba bữa còn hai bữa ăn. Nói thẳng ra người tôi lớn như em sao mà chịu nổi, cho nên em mới muốn đi ngủ. Ngủ rồi thì không biết đói bụng nữa. Anh nhìn há mũi đi, cũng đang đói bụng kìa. Nghe ảnh nói xem ra cũng rất có lý đó. À đúng rồi anh hai, em đã từng nghĩ qua, nếu như ngày nào tụi mình cũng đi ngủ trước khi trời tối, ngủ tới 12 giờ trưa hôm sau mới thức dậy, vậy thì thời gian chúng ta tỉnh táo chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ, cho dù mình có ăn một bữa có lẽ cũng chịu được ha. Mày tên là hổ không phải là heo, mỗi ngày chỉ tỉnh có 3 tiếng, làm sao mà làm ăn? Bộ mày muốn ngủ đông giống như động vật hả? Nhưng mà có thức dậy sớm cũng vô ích thôi, đâu có việc gì để làm đâu. Các người ở đây tốt quá, có việc làm nè. Thiệt hả? Vô cái gì? Chuyển giùm tôi đồ đạc văn phòng tới kho hàng. Tại sao? Các người định sửa mới lại hết à? Không phải, ông chủ nói đóng cửa kho hàng không làm nữa. Có cần tuyệt tình vậy không? Các người yên tâm đi, sau này có người tới tiếp quản. Mới nhắc đã tới rồi, nè theo tôi. Được. Từ nay Đường Gia sẽ tiếp quản bến tàu này. Đường Gia của hãng Hiệp Hòa, Đường Gia giàu có bậc nhất của tỉnh thành. Nè nè, có phải vì tao đói quá cho nên mơ sinh ra ảo giác có đúng hay không? Không phải đâu, tại vì em vẫn còn cảm giác đói mà. Nghĩa là cuối cùng vận may chúng ta đã tới. Chúng ta được cứu rồi. Đi triệu tập đám anh em làm việc. Dạ. Được. Chào anh. Xin chào. Tôi là Tống Lễ Hòa, hân hạnh. Chào anh, chào anh. Chúng tôi dọn dẹp sắp xong, nơi này sẽ giao lại cho các anh quản lý. Được. Ông Tống. Hả? Chúng tôi dọn luôn cái này không ngại chứ? Không ngại. Được, cảm ơn. Vậy còn bóng đèn? Không thành vấn đề. Xong xuôi. Chúng tôi dọn mấy món thôi. Hồi nãy lúc tôi tới đây có đi ngang qua kho hàng, nhìn thấy bên trong còn có 5 cuốn sổ cũ, 6 giỏ hàng cũng giỏ lớn, 2 giỏ nhỏ. Ông Tống à, yên tâm, tôi đã dặn mấy người làm đưa về công ty. Tôi sợ mấy anh quên dọn, lỡ quên thì phiền phước. Cảm ơn đã quan tâm. Tống tiên sinh, đây là chìa khóa của kho hàng, giao lại cho anh. Cảm ơn. Chúng tôi đi thu xếp ha. Chào. Được. Hòa thiếu gia. Cậu xem chỗ này có cần sửa sang hay là thay đổi gì không? Bàn ghế này hình như không được chắc cho lắm. Tôi sợ chú Kiên và chú Vinh sẽ dễ bị thương. Tôi muốn đổi cái mới. Dạ được. Không chạy. Quạt trần này chắc bị hư rồi. Ây da, sau này mà vào mùa hè sẽ nóng và ngộp thở. Không sao, tôi sẽ cho người tới sửa lại. Còn bóng đèn cũng phải sửa lại cho sớm. Được, không thành vấn đề. Xin lỗi danh tề, có phải tôi yêu cầu nhiều quá hay không? Tôi chỉ nghĩ là hoàn cảnh làm việc tốt một chút thì công nhân làm việc cũng sẽ có tinh thần hơn. Có tinh thần làm việc, công việc buôn bán của công ty sẽ tốt hơn, công ty làm ăn khá. Được rồi, không thành vấn đề. Nếu cậu có yêu cầu gì cứ nói với tôi, tôi sẽ lo cho cậu. Được. Chào anh. Chào, anh là... Anh chắc chắn là Đường tiên sinh rồi. Cậu không phải họ Đường, cậu họ Tống, Tống Lễ Hòa, là người phụ trách kho hàng này.
Thì ra là Tống tiên sinh. Không đúng, phải kêu là Hòa thiếu gia cho thân thiết một chút. Cũng vậy thôi. Hòa thiếu gia tới đây để phụ trách. Thiệt đúng là có mắt nhìn người. Tôi tên là Tô Phi, chữ Tô của Tô Châu, chữ Phi của Từ Biết Bay. Anh Tô chào anh. Không cần khách sáo, cứ việc kêu tôi là thằng Phi. Được, tôi nhận ra anh. Hôm mà chúng tôi tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày công ty thành lập, anh ấy dựng cuộn phim rồi quậy phá tùm lum. Thật ra hôm đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chúng tôi không có ý cướp, mà là chúng tôi muốn giúp các anh lấy lại cuộn phim cho hãng Hòa Hiệp các người. Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính, không cẩn thận cho nên đã làm hư nó. Dù sao thì chuyện cũng đã qua. Đúng rồi, sao anh lại có mặt ở đây? Nói ra chúng ta rất là có duyên phận. Đúng lúc các anh tiếp quản bến tàu này, còn công ty Vĩnh Sương Thịnh của chúng tôi cũng vừa tới chỗ này để lập nghiệp. Lần này chúng ta chính thức hợp tác với nhau. Được, hay là gì? Để tôi dẫn hai người đi giới thiệu đó anh em ở công ty Vĩnh Sương Thịnh của chúng tôi. Đi mau. Đây là những người tin anh của công ty Vĩnh Sương Thịnh chúng tôi. Người nào cũng xuất sắc, hãy coi. Nè, để tôi thấy rõ. Ông có sao hay không? Hòa thiếu gia, để tôi giới thiệu với anh. Người xếp hàng bên trái phía dưới, học võ thiếu lâm tự, Hồng Quyền, đánh võ rất là hay. Còn người kế bên là đệ tử của Đại Thánh Lực. Thì ra người đứng kế bên hả? Còn lợi hại hơn nữa, đã từng học qua môn võ của Tây Dương. Bác à, bác có muốn uống nước hay không? Để cho rót nước cho bác uống nha. Không cần, không cần. Tôi nghĩ một chút là ráng giữ nha. Ráng giữ đó, lần này không thể thất bại nữa. Ráng để thêm chút nữa. Ngồi nghỉ một chút sẽ khỏe lại ngay. Bác à. Nè từ từ. Bác à, bác ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút đi. Thì được rồi, được rồi. Nhìn ổng bị như vậy, thiệt làm người khác phải lo lắng. Bác à, bác ráng bảo trọng. Bác ho rất nhiều, đừng có hút thuốc nữa. Tôi biết, cảm ơn quan tâm. Hòa thiếu gia, thực ra tôi rất lo cho bến tàu này. Người già thì sức khỏe hơi kém một chút, cho nên muốn chỗ này hưng dượng thì phải để những người trẻ tuổi sức khỏe tốt làm việc, giống như những anh em của Vĩnh Sơn Thịnh chúng tôi. Người nào cũng có nhiều võ nghệ và có tâm lực nữa. Nè, anh hãy qua coi thử, mau. Tránh lại thêm chút nữa. Lấy lại tinh thần. Con không mau chào hỏi Hòa thiếu gia. Xin chào Hòa thiếu gia. Cho nên mới nói Vĩnh Sương Thịnh chúng tôi hợp tác với hãng Hiệp Hòa của các anh. Tôi rất có lòng tin, không bao lâu nữa Hòa địa sẽ biến thành Dượng địa. Nghĩa là đồng ý. Nè, sau này chúng ta đồng tâm hiệp lực để làm ăn lớn. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Hòa thiếu gia, thời gian không còn sớm nữa. Vậy lần sau gặp lại nha. Gặp lại, chắc chắn gặp lại. Tạm biệt. Tạm biệt. Lần này chắc chắn thành công. Tụi bay đúng là không có nghĩa khí. Bây giờ nhìn thấy tao không có tiền thì bay đi. Tao nói cho tụi bay biết, tao sắp sửa có tiền rồi. Không nghĩa khí, hèn chi tụi bay cả đời cứ là chim. Anh hai à, mở cửa đi anh hai. Đại ca hả? Hả mồi. Tới liền. Anh hai à. Ra liền nè. Thế nào, đã tìm hiểu lai lịch của Tống Lễ Hòa chưa? Rốt cuộc gia cảnh quán ra sao? Tống. Thằng hổ mày nói. Để em nói cho. Tụi em đã điều tra, Tống Lễ Hòa quả thật là trưởng đà nhân của Đường gia Đường Nhã Viên, ba của cổ Đường, Đường Hạc Niên. Nó là con trai của cố nhân. Rốt cuộc hắn là ai? Vậy nghĩa là hắn còn không bằng người họ hàng xa của họ hàng xa của Đường gia nữa hả? Vậy là uổng công nữa rồi. Cũng đâu có thể nói như vậy. Tôi đã tìm đủ mọi cách thăm dò chỗ ông chủ nhiệm kế toán của hãng Hiệp Hòa. Thì ra Tống Lễ Hòa này tháng nào cũng được lãnh lương đầy đủ, và mỗi năm đều có chia tiền lời. Nghĩa là người của Đường gia rất là coi trọng hắn. Đường gia buôn bán nhiều thứ. Nè, tên Tống Lễ Hòa này có vẻ như rất có địa vị ở tại Đường gia. Nếu như chúng ta dựa vào hắn, chắc chắn sẽ có lợi, làm ăn không tệ. Nhưng mà người ta là nhà giàu, là Tây Quan đại thiếu gia,
Sao anh dựa vào hắn được chứ? Với kinh nghiệm của Tô Phi này ra giang hồ bao nhiêu năm nay, có lần nào nhìn lầm người hay không? Nhờ hai người có thăm dò được bình thường hắn thích cái gì không? Có, bình thường hắn không có làm gì hết, suốt ngày cứ coi phim coi kịch, không có thời gian tới rạp chiếu phim để xem nữa. Vậy thì quá đơn giản, vậy thì mình phải đầu tư. Thôi được, tối nay phải ngủ sớm, ngày mai mình sẽ xuất chiêu. Lần này người đóng vai nam chính chắc chắn sẽ là mình. Ngủ ngon, ngủ ngon. Ngủ ngon. Đã chiều 3 giờ rồi, coi như tụi bay vẫn còn thông minh. Đã nói phải hy vọng vào ngày mai. Ngày mai nha, mày chóng mắt mà coi. Hoa thiếu gia, quả nhiên anh ở đây à. Anh Phi, sao lại tới đây? Thật ra trước giờ tôi cũng thích coi phim, cũng thường hay tới đây. Nhưng mà lúc trước không gặp được anh, cái người ngồi dưới lầu nói anh đang ở trên này, nên tôi lên đây để chào hỏi anh thôi. Dù gì sau này chúng ta còn hợp tác với nhau mà. Để tôi giới thiệu với anh. Nè, vị này, đây là chú Tôn, chuyên môn đổi phim. Còn người này là Tô Phi. Xin chào. Chào chú. Hai người cứ nói tiếp đi. Nè, tôi có mua đầu ngỗng quay của Lưu Hào Ký, tiệm này ngon ghê lắm. Chút nữa vừa coi phim thì vừa ăn. Được. Tôi thì không ngờ, thì ra anh cũng thích coi phim. Có một bộ phim tên là Ngày Xuân của Hòa Phường, tôi thích lắm, anh có coi qua chưa? Đương nhiên là có coi. Bộ phim đó tôi cũng rất thích. Vai nam chính thích vẽ có phải hay không? Không phải, vai nam chính là thuyền trưởng mà. Phải. Nam vai chính đó lái tàu, sau đó trên tàu thì gặp nữ vai chính vẽ tranh. Thì ra cái bộ phim Thánh Nữ đó cũng đang chiếu tại Trung Quốc. Bộ phim này lúc đang chiếu ở bên Pháp, tôi vì quá bận công việc nên tôi chưa từng xem, tôi rất là muốn xem. Phim này tối nay mới chính thức công chiếu. Có điều tôi bao hết rạp phim để lãnh sự coi lúc rảnh rỗi, để ngài thoải mái hơn. Được. Thư ký Trường, anh đưa người đi kiểm tra, bảo đảm không có ai ở đó. Dạ, đi theo tôi. Lãnh sự, chúng ta qua đây ngồi. Được. Có cướp. Xảy ra chuyện gì? Bỏ tôi ra. Mà bỏ súng xuống. Súng cái gì? Báo cáo trưởng quan, chỉ là đầu ngỗng quay thôi. Mấy người hãy buông tay. Sao tự nhiên các người lại đánh tôi? Xin lỗi. Rạp chiếu phim này của hãng Hiệp Hòa chúng tôi không biết xảy ra chuyện gì. Lúc trước đã có nói qua, lãnh sự nước Pháp muốn bao rạp chiếu phim này, những người không có trách nhiệm thì không được vào đây. Anh bạn này của tôi, còn chú này là chú đổi phim. Chuyện gì mà ồn ào? Trưởng quan Uôn, xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Uôn bộ trưởng phải không? Chuyện là như vậy, ở đây là chỗ làm ăn của gia tộc ảnh, còn tôi là bạn của ảnh. Hai đứa chúng tôi chỉ là coi phim ở chỗ của mình, như vậy cũng không được sao? Chỗ của mình? Phải. Ở đâu? Tiệm bán trang sức ở đầu đường hay là đẩy xe ở xó chợ? Là Vĩnh Sương Thịnh, của bến tàu qua địa. Không sai, tôi là cu ly. Nhưng mà ở Quảng Châu này đâu có luật nào quy định là cu ly thì không được vào sạp coi phim đâu chứ. Vậy à? Anh cũng biết coi phim. Thích coi phim nào? Chính là Ngày Xuân của Hoa Phường. Anh có coi Hoa của Đêm chưa? Đương nhiên là coi rồi. Nữ vai chính trong phim đó hát cũng rất hay. Còn phải nói, Hoa của Đêm là hí kịch. Bộ trưởng Uông, tôi nghĩ bạn của tôi nhất thời quên mà thôi. Mọi người tới rạp hát là muốn tâm trạng thoải mái, coi phim thôi mà. Anh bạn, cẩn thận có người muốn phá anh. Bây giờ tôi bao hết cái rạp này để lãnh sự coi phim. Ngài lãnh sự đã đợi rất lâu. Hai người lập tức rời khỏi đi, không ai được ngoại lệ. Lãnh sự xin lỗi, để ngài chờ lâu. Để tôi đuổi những người có liên quan thì ngài có phim được rồi. Đợi một chút. Tôi nghe thuộc hạ của tôi nói, ở đây có bộ ca Vương Thụy Sĩ, có phải thật không?
Bộ phim này mới được đưa tới ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời. Bộ phim này tôi muốn xem từ lâu lắm rồi. Tôi cũng vậy. Phim này ở bên nước Mỹ rất được hoan nghênh. Hôm nay chúng tôi tới đây là gì? Muốn được coi bộ phim này. Dạ đúng. Rất đúng lúc. Hôm nay tôi không muốn xem Thánh Nữ Chiên Đức nữa. Tôi muốn xem Ca Vương Thụy Sĩ. Dạ được, dạ được. Vậy chúng ta cùng nhau xem. Vài nam chính vì lý tưởng mà chấp nhận rời bỏ người nhà của mình. Cuối cùng thì ảnh cũng thành công, chứng minh sự kiên trì của ảnh là không uổng công. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi ảnh thành công về tới quê nhà thì ba của ảnh đã bị bệnh nặng, không lâu sau thì qua đời. Tôi cảm thấy cái màn sau cùng giọt nước mắt của ảnh đại diện cho sự hối hận. Phải, tôi cũng nghĩ giống như là ảnh. Không ngờ hôm nay tôi lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Thật tình tôi rất cảm ơn hai người. Đừng khách sáo. Đầu ngỗng quay à? Thơm quá, anh mua nó ở đâu vậy? Ông lãnh sứ à, ông thì là biết nhìn hàng. Chính là tiệm Lưu Hào Ký ở con hẻm trước mặt kìa. Mua một cái đùi ngỗng quay rồi ngồi lại tiệm chấm nước chấm ở đó càng ngon hơn nữa. Nhưng mà cái tiệm này là nơi ăn của đám thua lỗ chúng tôi. Ông cao sang như vậy, tôi sợ ông tới đó không thích hợp cho ông. Phải không trưởng quan Uông? Chỉ cần ăn ngon là được rồi. Ở Paris tôi cũng ăn những quán dọc đường, không bao giờ phân biệt cao hay thấp. Tôi biết đương nhiên. Vậy tối nay tôi sẽ tới Lưu Hào Ký ăn đùi ngỗng quầy với nước chấm đặc biệt. Nhưng tối nay tôi đã đặt nhà hàng Romantic để ăn cơm với lãnh sự ngài. Anh giúp tôi hủy bỏ đi. Tối nay tôi nhất định tới Lưu Hào Ký để ăn. Dạ được, mời. Tạm biệt. Wow, tới rồi. Ăn cơm thôi. Hả? Lại cơm đụng bắp? Chúng tôi có tiền để ăn mà. Đúng đó. Gì? Anh tưởng tôi không thấy đường hả? Tôi thấy rõ lắm nè. Có thể không? Tại sao có cơm mà không có đồ ăn vậy? Phải là không có. Vẫn còn hai dĩa khoai chưa đem lên nè. Có thể không? Thì đó. Nè, giờ hoàn cảnh nào rồi? Còn lấy tô bự ra mà ăn cơm. Dữ tợn quá trời. Cái bụng tôi đói dữ lắm. Anh đói thì ăn khoai lang đi. Không cần phải nhăn mày nhíu mặt. Mấy món ăn này chúng ta đã chịu thêm mấy bữa nữa. Vì chúng ta sắp sửa phải nói tạm biệt với mấy củ khoai lang. Rồi mấy bữa nữa sẽ thay đổi. Ăn bào ngư gì cá, ăn toàn cơm trắng. Mấy ngày nữa thì không đó lão đại, đừng có gạt tụi em nha. Đúng rồi, ngày mai kho hàng Đường Gia sẽ khai trương. Theo tôi thấy, tên Tống Gia Hòa đó rất có quyết tâm quản lý tốt bến tàu. Hắn còn nói tôi là bạn của hắn nữa. Gì? Là bạn của hắn. Sao không chiếu cố tôi được? Nè, bây giờ lão đại của mình đã có núi lớn để dựa rồi. Sau này chúng ta sẽ được sống thoải mái hơn. Nếu muốn sống thoải mái thì nhất định không có được làm biếng đâu. Khai trương kho hàng và bến tàu là chuyện lớn, thì chúng ta phải nên đóng góp công sức một chút. Khai trương đại cát. Đúng. Mua mai bán đất. Đúng. Chúc mừng. Hỷ, tại sao hôm nay khai trương kho hàng mà chỉ có mình chú vậy? Hay là chúng tôi đã tới quá sớm hả? Hỷ, heo quầy cũng chưa có mang tới. Chắc là cái thằng làm ở tiệm lương tài ký lại mang tới trễ nữa. Được, để tôi sẽ đi tìm hắn. Anh Phi, chúng tôi không có đặt heo quầy. Không có muốn làm long trọng hả? Làm nhỏ cũng tốt. Phải, Hòa thiếu gia đâu? Ở bên kia. Được, để tôi tự đi tìm ảnh.
Chúc mừng Quả thiếu gia khai trương đại cát, mua mai bán đắt, một vốn bốn lời. Anh đang làm gì vậy? Tôi thấy tấm bảng này đã phai màu, cho nên muốn sơn lại. Thì không cần làm mấy thứ này. Anh thân là một ông chủ lớn, mấy cái chuyện lặt vặt này đâu cần đích thân ra tay, cứ kêu đám đệ tử làm là được rồi. Chú Vinh đang kiểm tra lại kho hàng cũng rất bận rộn. Hả? Kho hàng lớn như vậy chỉ có mình chú Vinh thôi. Vẫn còn có chú Kiên, nhưng mà hôm nay chú bệnh rồi. Hả? Chú Vinh cộng với chú Kiên chỉ có hai người thôi hả? Đúng vậy. Nè, lúc trước tôi đã nói với anh là muốn làm càng ngày càng lớn, anh cũng tán thành. Sao bây giờ là như vậy? Tôi cũng biết bây giờ mình buôn bán hơi nhỏ. Vậy sao không điều động vài người phụ? Thực ra tôi cũng đã bàn bạc với anh Tề, nhưng mà anh đã nói tạm thời chưa điều động người qua đây làm việc được. Thôi chết. Anh Phi, anh không phải lo, giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Thì cũng đành chịu. Nè, đã nghe hết rồi chưa? Chúng tôi cũng không phiền anh nữa, Hòa thiếu gia. Đi thôi. Đi thôi. Nhã Viên. Ý, anh không ăn cơm hả? Tôi ăn no rồi. Tôi có chút chuyện muốn thương lượng với cô. Được, ngồi đi. Tình hình ở bến tàu Hoa Địa tôi đã tìm hiểu rồi. Tôi thấy ở đó sẽ có cơ hội phát triển. Có điều bây giờ chỉ có hai nhân viên già. Tôi thấy nhân lực như vậy là không có đủ. Vậy sao? Anh Tề chỉ sắp xếp có hai nhân viên tới đó thôi à? Nếu như anh sắp xếp như vậy, có lẽ là anh có lý do. Có lẽ lúc đầu anh Tề đã không hiểu cho tình hình ở bến tàu Hoa Địa. Nhã Viên à, thực ra tôi rất có lòng tin sẽ quản lý tốt kho hàng. Bây giờ cái thiếu là nhân lực. Điều này tôi hiểu. Tuy là làm ăn nhỏ, nhưng cũng phải làm cho đàng hoàng, rất khó một ngày có thể lên trời. Anh không cần gấp như vậy. Anh vừa mới tiếp quản kho hàng thôi, còn nhiều chuyện cần phải học. Thí dụ như xuất nhập hàng hóa, hàng thì có cái nặng cái nhẹ, phải biết cách sắp xếp người bốc hàng ra sao. Anh phải từ từ học mới được, từ từ sẽ có kinh nghiệm. Cô nói như vậy nghe cũng rất là đúng. Tôi phải cố gắng từ từ tích lũy kinh nghiệm. Chỗ nào không hiểu sẽ nhờ cô chỉ dạy. Không làm phiền cô nghỉ ngơi. Đại tiểu thơ, cô về rồi hả? Phòng của nhiều tiểu thơ dọn dẹp xong chưa? Dọn sắp xong rồi. Lát nữa đổ ra giường mới cho nhiều tiểu thơ là xong. Cái gì mà ồn quá vậy? Phải rồi. Giờ này tiếng côn trùng hay kêu lắm. Em hãy đuổi hết tụi nó đi, tôi không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ Nhã Văn. Biết rồi đại tiểu thơ. Nhã Văn đã về chưa? Chưa. Hay da, lần trước Nhã Văn đi Anh Quốc có một tháng thôi, thì mang hai túi hành lý về cho chúng ta. Lần này nó đi Ý đại lợi hết hai tháng, ít nhất sẽ mang bốn túi quà về cho chúng ta. Nhiều cũng vô ích, quan trọng là mua hàng thích hợp. Lần trước Nhã Văn đi Anh Quốc mua cho em cây gậy, em đi dự yến tiệc, gõ một cái hả? Wow, rất sang trọng. Mới nghĩ tới đã thấy vui rồi. Lễ quà nè, trước giờ em là người hợp nhất với nó, quà nó tặng cho em chắc chắn là lớn nhất, chút nữa nhớ đổi cho anh nha. Dù là cổ tặng quà gì cũng là tấm lòng của cổ, quan trọng nhất là Nhã Văn đi chơi vui vẻ là được rồi. Em nghĩ như vậy thật là bình thường quá đi. Thì về tới thôi, về tới thôi. Ý da, bên trong có phải toàn là quà không? Có phải quà tặng cho chúng tôi không vậy? Nhị tiểu thơ không có can dặn chúng tôi. Nhã Văn đâu? Lúc tôi đi trước nhị tiểu thơ về, cổ biết đại tiểu thơ có chuyện phải về công ty, nên kêu tôi đem hành lý về nhà trước, sau đó một mình cổ đi tìm đại tiểu thơ rồi. Nè, để coi. Chạy chậm quá, nhanh chút nữa đi. Mau chạy nhanh lên. Dạ biết nhị tiểu thơ. Có chuyện gì sao mặt mày bí xị vậy? Em mới bị người ta chửi kìa. Ai chửi em? Nhị tiểu thơ đó. Anh cẩn thận nha, cô đang ngồi bên kia kìa. Nhị tiểu thơ, mời dùm trà. Nè, mấy người nói chị hai tôi tới đây nên tôi mới tới. Bây giờ tôi tới mấy người lại nói chị đi ra ngoài, kêu tôi đợi một chút, nhưng tôi đã đợi lâu lắm rồi. Có phải mấy người cố ý cho tôi? Tôi đâu dám. Lúc này đúng là đại tiểu thơ có tới đây, nhưng đúng lúc đó lại phải đi họp với khách hàng lớn, cho nên cổ lại đi ra ngoài. Rốt cuộc là khi nào chị mới về đây? Tôi cũng không rõ. Cô không biết cô làm thư ký kêu gì?
Alo. Xin đợi một lát. Cô Lữ à, đại tiểu thư tìm cô nè. Chị hai, chị đang ở đâu? Ủa, sao em lại ở công ty? Chị biết hôm nay em về nhà, đáng lẽ chị phải ở nhà để gặp em, làm em đợi hết cả buổi nè. Chị đang ở thượng phẩm lầu để bàn chuyện làm ăn. Hôm nay chị hai dự định là sẽ ở nhà để đợi em về, nhưng mà đột nhiên có một khách hàng lớn có chuyện phải đi Thượng Hải gấp, cho nên chị phải dự dàng đi bàn chuyện với ổng. Lúc nào khách hàng cũng quan trọng hết. Em ngoan đi, chị gặp khách sẽ lâu lắm. Em về nhà trước đi nha, tối nay chị sẽ về nhà gặp em. Đại tiểu thư tới giờ rồi. Được, tôi nói mau thôi, lát nữa sẽ qua họp. Dạ biết. Hãng dược chúng tôi nhiều năm nay đều là hãng dược tốt nhất, để hãng hiệp họa cô làm đại lý. Trước giờ đều làm ăn rất tốt, có đúng không? Dạo này có nghiên cứu ra một loại dược mới, không biết cô có hứng thú không? Cảm ơn bà chủ Diệp, lúc nào cũng tín nhiệm chúng tôi, đương nhiên là chúng tôi có hứng thú. Hay quá, vậy để tôi giới thiệu loại thuốc mới cho cô biết nha. Bà chủ. Nè, cô coi. Nguội rồi, làm sao mà uống đây? Dạ, để tôi đi đổi ly khác cho nhị tiểu thư. Nè, trà cũng nguội rồi. Rốt cuộc mấy người có nói với chị hai là tôi đã tới đây chưa? Đại tiểu thư đang ở trên lầu bàn chuyện làm ăn với khách hàng, có dặn là không cho bất cứ ai vào trong đó quấy rối. Tại sao lại như vậy? Nhị tiểu thư, nghĩa là tôi phải đợi nữa, phải đợi tới khi nào nữa đây? Anh đó, muốn tôi bị phỏng hả? Dạ xin lỗi dì tiểu thư, xin lỗi. Tôi đói rồi, tôi muốn ăn. Dì tiểu thư cô muốn ăn gì, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay. Tôi muốn ăn món cô rang và tôm càng, mỗi thứ 10 cặp. Hả? 10 cặp? Nếu các người không có, ngày mai các người đừng có đi làm nữa. Loại dược này chúng tôi có cho thêm mấy loại thuốc bổ nữa. Nè, cô coi. Mời bà dùng trà. Mời cô dùng trà. Đại tiểu thư, dì tiểu thư tới rồi, đang nổi cơn giận kìa.大年初一忘记过去错失，年年有今日个算，仲整多个失，一到初二祝你可以，万事如意，日日如是，玩多啲，玩多啲，say sorry，口都唔使斗气，你就我就你又就嚟坐四，所有贵人call你冲六七，以后每一个节日祝你假期多乐日，句句噱头又清心，提升你运气福气就近。 拍拍膊头就放心，平安会令你十倍精神，个个笑容又够真，纯真嘅面上一笑合衬，老友过年大变身，有我陪你发奋，恭祝你在这新春爱可相传，让世间。